Đây, chúng ta sẽ quay vlog đi ngủ với em bé nhé. Nếu như các bạn có sử dụng bất kỳ dịch vụ nào như ở Random Ark hay là các thứ gì đấy của Roblox cũng như là Free Fire, Robux này, Kim Cương này thì các bạn thể bấm ngay vào link bio mình để dưới phần ghim comment các bạn nhé, ở tất cả các video nha. Hello, xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cả là Hugaki và chào mọi người đến một video nữa về reaction TikTok. Đấy các bạn ạ. Vừa nãy tôi vừa giải thích lý do tại sao mà tôi dạo này lười làm video đấy các bạn nhá. Các bạn xem để cảm nhận các bạn nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ gọi là vào luôn nội dung video. Ở video trước thì mình có đi xem cái Dojin, xong rồi là bị gọi là quả giới hạn trên 18 tuổi mới được xem. Thế là phải đăng lại video. Sau đấy thì tôi đi xem Facebook. Thì cái video đấy nó cũng không bị gì các bạn ạ. Nhưng mà theo như mình đánh giá thì nó cũng không được nhiều người xem bằng với các video thông thường của mình. Thế nên hôm nay chúng ta lại về lại cái máng lợn TikTok như bình thường các bạn nhá. Và trước khi vào video, nếu các bạn thấy yêu quý thì đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký. Và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nha các bạn nha. Các bạn sẽ thắc mắc đằng kia là ai? Không có ai hết. Đằng kia không có ai hết các bạn ạ. Yo, cùng bạn xem TikTok nha, let's go. I'm gonna flunking you. Oh my god. Tôi sẽ đùa bạn á. What is in your bag? Oh my god. Hey, rawr. It's a frown. I got you. For more exciting videos, please subscribe. Get it, con mẹ. Ông này ông hay làm mấy cái video kiểu đùa kiểu tức là đùa bạn thân này, xong rồi là đùa chính bản thân ông ấy này, và bây giờ ông làm video đùa người xem. Ôi mẹ mày sợ thật các bạn ạ, mình quên đéo để ý ở bên dưới này nó có quả hiệu ứng này. Scary wet woman này. I'm fronking you. Mẹ sợ mày lên. Oh my god, what is in your bag? Cái gì đang phía sau bạn vậy? Hey, roar. Giật mình thật sự đấy, mẹ mất dạy thật. Mấy ông nước ngoài, mấy ông ấy kêu này, anh bạn tôi thật sự dăm sờ kê này, cơ thể tôi rời khỏi linh hồn tôi này, linh hồn tôi vừa chết. Mẹ, con người sau hàng ngàn năm tiến hóa có thể giao tiếp được với chó rồi à? Sao thanh niên này bắt tay đối với con chó hay vậy? Đang đi gặp anh siêu nhân. Chị ơi, cho em hỏi cơm như cung đình chỗ nào á chị? Em nhìn thẳng sang ngoài phải nha em. Ok, ba mấy chị nha, ba ba chị nha. Đi cẩn thận nha. Ok. Đoạn cuối hội này cười to thế. Cái này thì đơn giản là ông ấy trồi người từ đằng cửa kính đằng sau lên thôi các bạn ạ. Chỗ nào á chị? Em nhìn thẳng sang ngoài phải nha em. Ok, ba mấy chị nha, ba ba chị nha. Đi cẩn thận nha. Ok. Quả siêu nhân này trồi từ cửa kính đằng sau lên này mà tự dưng đang đi đường gặp cái cột điện ở bên đường tay phải này các bạn nhỉ. Tự dưng có cái cột điện ở bên tay phải của ô tô tông quá cái. Ui giời ơi, quả đấy mẹ mới đúng chết người luôn các bạn ạ. Mình 15 tuổi và đã mất 650k ra viện chỉ để ỉa vì không chịu ăn rau tắc 10 ngày không đi. Ui giời ơi, tấn cướp. Ok, let's go baby. À, nhả vía ăn rau như bò vẫn táo bón. Em tưởng gái xinh là không táo bón. Nhở, mình thắc mắc, mình tưởng là gái xinh là không bị đi ỉa và không bị táo bón các bạn ạ. Hóa ra là cũng bị táo bón như người thường. Nhưng mà thực ra mình chưa bao giờ bị táo bón nặng đến cái mức như này các bạn ạ. Ngày xưa hồi bé thì mình cũng hay táo bón lắm, chắc tại vì không hay ăn rau. Nhưng mà từ hồi lớn lên là tôi chuyển từ bộ môn táo bón sang bộ môn ỉa chảy các bạn ạ. Từ đấy ra mình đeo bao giờ bị táo bón luôn. Mình chỉ bị ỉa chảy thôi. Tức là mình chỉ sợ ăn lung ta lung tung xong mình bị đi ẻ và ỉa chảy ra nước thôi, chứ còn mình không ngờ mình bị táo bón là không đi ỉa được các bạn ạ. Nhả vía cho các bạn bị táo bón nhá. Mà thề luôn, ông nào là ông làm ra được cái meme con chuột kiểu nhìn với cái đôi mắt ngấn lệ, với cái đôi mắt theo kiểu cầu xin sự thương xót thế này, trông nó hề đã chịu được thề. Sao lại còn thêm cái nhạc piano đấy, nghe nó não nề đấy. Con này cute thật, thề 97 triệu tim. Sao thanh niên này lên được đây hay vậy? Sao trèo lên trên cái mái này hay vậy? Cận cảnh Trạng Nguyên ngày xưa về làng khi mà thi đỗ Trạng Nguyên các bạn ạ. Cả làng thay vì rước kiệu rước nguyên luôn cả một cái rước nguyên luôn cả một cái mái đi về luôn cho nó ngầu ạ. Video vô tri vãi đái ạ. Để rồi, để không sao.
Đoạn đầu là cười nhưng mà đoạn sau hình như tôi thấy là khóc rồi thì phải, đâu phải cười nữa các bạn ạ. Chó này cục thế, cắn con gà luôn mà. Ngã này, ngã này. Video này nói về cái gì vậy? Nói về ôi 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 à? Đéo mẹ gì? Mẹ cái kinh dị này. Nhưng không sao các bạn ạ. Lần này không cần lên mắc phòng thủ vì tôi đéo sợ. Cái đèn con mẹ. Ông ấy ngậm cái kèn ở trong mồm mà. Tôi tưởng đấy là tiếng game nhưng đây là tiếng từ cái mic của ông ấy đúng không? Ông ấy ngậm cái kèn ở trong mồm mà. Ông ấy hét ra tạo tiếng kèn ạ. Hài đéo chịu được. Đoạn cuối đã đéo giật mình nữa à. Nhưng mà ông ấy có cái tiếng kèn buồn cười quá. Đoạn cuối nó cũng kèn, nó cũng thổi kèn một cái mà. Chào bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn 7 cái thí nghiệm có thật rất là đáng sợ và đã từng gây tranh cãi rất nhiều về mặt đạo đức. Những cái thí nghiệm đầu á thì có phần hơi đáng sợ thôi, nhưng mà càng về sau thì những cái thí nghiệm phải gọi là cực kỳ kinh khủng. Bắt đầu cái thí nghiệm đầu tiên đó chính là thí nghiệm hồi sinh. Vào năm 1932 á, có một vị bác sĩ tên là Robert Cornish. Anh ta rất là giỏi bởi vì anh đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ vào năm anh chỉ mới 22 tuổi. Và vào một ngày nọ thì anh có một cái ý tưởng, đó là muốn hồi sinh lại những người đã mất. Cho nên anh đã thiết kế ra một cái thiết bị giống như là một cái bọc bên. Anh đặt lên trên đó một cái thi thể người. Sau đó anh sẽ tiêm cho cái thi thể này một cái loại hỗn hợp thuốc. Thuốc này là có tác dụng để làm cho máu bên trong thi thể nó loãng ra. Sau đó thì anh bơm oxy vào trong cái thi thể và bắt đầu lắc lư cái bọc bên để cho máu bên trong được lưu thông. Đây là hình dạng cái thiết bị của Robert. Và sau khi cố gắng hồi sinh một vài thi thể rồi thì không có người nào sống lại hết. Cho nên anh mới bắt đầu chuyển từ thí nghiệm trên người sang thí nghiệm trên chó. Anh đã đem về 5 con chó để cố gắng hồi sinh cho chúng. Và cuối cùng thì có 2 con về cơ bản là đã sống lại. Nhưng mà chúng đều bị mù và luôn ở trong trạng thái đó là không có tỉnh táo và cũng không có sống được bao lâu. Sau khi mà thí nghiệm trên chó và có phần nào thành công rồi thì Robert mới có một cái suy nghĩ, đó là anh muốn thí nghiệm lại trên người. Nhưng mà lần này anh cần một cái thi thể người mà vừa chỉ mới tử vong trong khoảng thời gian ngắn. Thì trùng hợp là anh tự chết luôn. Vào năm 1945 á, có một cô gái tên là Thora Chamberlain. Sau khi mà cô tan học về thì có một người lạ đến đón cô và từ đó thì cô bắt đầu mất tích luôn. Sau khi cảnh sát điều tra thì thấy cái vụ mất tích của cô á có liên quan tới người đàn ông này. Anh ta có tên là Thomas và với tất cả những bằng chứng thì người đàn ông này chính là người đã sát hại Thora. Cho nên anh ta đã bị... Chào bạn, hôm nay tôi... Cho nên anh ta đã bị đéo có phần 2. Tuyên án tử hình bằng hình thức đó là đưa vào phòng hơi ngạt. Tức là anh ta sẽ được đưa vào một phòng kính và sau đó khí độc được bơm vào bên trong căn phòng đó. Nhưng mà trước khi Thomas bị tử hình á, thì Robert có liên hệ với lại cảnh sát. Đó là sau khi mà Thomas tử hình á, thì anh có thể mượn cái thi thể của Thomas về để mà hồi sinh anh ta. Và điều này sẽ xảy ra một cái vấn đề, đó là sau khi mà Thomas bị tử hình á, nếu như anh ta được hồi sinh thành công á, thì anh ta sẽ được trả tự do. Bởi vì anh ta đã bị tử hình rồi thì anh ta sẽ không bị tử hình thêm một lần nữa. Cho nên thì cuối cùng thì cảnh sát đã không cho phép Robert mượn thi thể của Thomas để hồi sinh. Và từ đó thì Robert cũng gần như là không còn ý định hồi sinh người nữa. Và thời điểm đó thì có một bộ phim tên là Life Returns. Bộ phim này nói về việc hồi sinh người và động vật và những cái vấn đề đạo đức xoay quanh việc đó. Và trong bộ phim này có một diễn viên, đó chính là Robert. Và anh ta đóng vai chính nhân vật của mình luôn. Tức là trong phim thì anh đóng vai một bác sĩ cố gắng hồi sinh người và những con chó. Thí nghiệm thứ hai đó chính là thí nghiệm Vive Home. Thế là vẫn đéo hồi sinh được người à? À cũng nhỉ. Nếu như mà thí nghiệm là thành công thì bây giờ chúng ta đã có cái công nghệ hồi sinh người chết rồi. Đâu đây? Là sao? Là bị cái thanh này quật vào bi hả? Trông có vẻ đau đấy.
Nhưng mà sao nghĩ là cái quả trò ngu ngu này nhỉ? Nhảy ở cái tấm gọi là đệm bình thường thì có sao? Ronaldo, anh đến từ hành tinh nào vậy à? Mày đi con mẹ mày. Con mẹ mày, không ngờ một cái video như này có thể dăm scare được mình ạ. Ông này ông vật tay với cả là cái tay của hình nộm ở trong y học ạ, nếu hiểu ạ. Cái này là bánh trung thu đúng không? Đéo hiểu luôn, mẹ cầm bánh trung thu chấm một tỷ thứ ạ. Xong rồi cái bài hát nó có cái lời là cái gì mò mò lòn đúng không? Tôi nghe không phải là tôi nghe nhầm đâu đúng không? Hay quá. Tai của tao vẫn 10 trên 10 chúng mày ạ. Tao không nghe nhầm, chắc chắn lời của nó là vậy rồi. Uầy, tính ra là xem cú ảo mà nhờ. Nếu không giải mã là cú ảo đấy. Uầy. À, là một cái cốc nó không thể rơi ra được. Cái hạt màu xanh là cây không thể rơi ra được. Uầy. Toàn là dụng cụ ảo thuật thôi. À, cái này thì mình nhìn thấy rồi các bạn ạ. Đó là cái bánh này gập lại được. Ôi, đéo nó gập lại mà nó tách đôi ra. Uầy. Mẹ, thế là tôi vẫn chưa nhìn được các bạn ạ. Mấy động tác của mấy cái thằng ngồi sau làm gì đây? Trong lớp rồi. Cảnh này thật quen thuộc. Ta đã từng thấy nó ở đâu rồi? Thằng này làm gì đây? Thằng này vẫn chạy bộ à? Sao cái game này làm được nhiều trò hay nhở? Nó còn làm được cả cảnh ỉa trong lớp thật đấy các bạn. Mẹ vách cái này á, cái đéo thì cũng làm được ha. Tao ăn dùm luôn rồi, mệt quá. Ngon. Vậy là bây giờ cái bạn bê trâu này, bạn ấy không phải là cá dọn bể mà là trâu dọn cứt đúng không? What the fuck? Move, move, get up, come on, get up, get the... Bro, I don't know what side she's on. I don't know what side she's on. I don't. Okay, get up. Okay, get up. Get up. Những cái lúc mà chúng ta đang ở trong vị trí của nhân vật trong phim kinh game kinh dị kiểu này, các bạn biết phải làm gì để bất tử không? Nhắm mắt đi ngủ, qua ngày hôm sau bất tử mẹ luôn. Just ma nó chỉ dọa chứ nó có giết được đâu. Get chắc up. Thế. Get up. Get up. Get up. Bro, no, no, play. Bro, please, 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 somebody get the, somebody help, somebody. Tao sẽ chết vì đau tim chúng mày ạ.
cứ reaction mấy cái này có ngày mình sẽ chết vì đau tim. Các bạn chạy đi, để mình đứng lại cầm chân kẻ địch cho các bạn ạ. Kẻ địch rất hung hãn, nó là ma đấy các bạn ạ, có sức mạnh tâm linh đấy các bạn ạ. Đặc biệt là nó vác theo hai quả bom. Để tôi cầm chân kẻ địch cho, anh em chạy đi. Bộ môn cầu lông này đéo ai dám chơi. Mẹ mày đánh trượt một cái thôi là niệm luôn à. Mẹ mày đồ họa Brazil à. Ủa, nhưng mà sao hai cái lá bùa này nó tự bay lại chỗ này được thật nhỉ các bạn nhỉ? Hay là đây là video tua ngược nhỉ? Cũng có thể đây là video tua ngược. Nhưng mà tua ngược sao nó bay được như này? Tua ngược làm sao mà nó bay được từ cái chỗ này ra tay ông ấy được? Làm sao? Đúng không? Vô lý, đéo phải tua ngược, cái này video thật ạ. Con đà điểu ạ, con đà điểu này chân lực thế, đầu thì nhỏ mà chân thì lực vậy. Đà điểu này hơi khuyết tật một tí nhưng mà cũng giống đấy. Vậy là bây giờ tôi phải một mình cân 6 à các bạn. Nãy tôi tính bảo là 1v1 với con ma kia thôi là tôi đã phải rất là cố gắng để có thể bảo vệ được các bạn rồi. Nhưng bây giờ 1v6 thì nghe chừng hơi căng các bạn ạ. Nhưng mà không sao, các bạn hãy bỏ tôi lại đi, hãy chạy đi các bạn, tôi sẽ hy sinh thân mình. Đứa Thái Lan của các bạn ạ, mình nghĩ đây chắc chữ Thái Lan. Đứa sang Thái Lan nhìn một bạn nữ, khả năng là bạn ấy sẽ có chim, còn nhìn một bạn nam thì chắc bạn ấy đã là con trai các bạn ạ. Lừa lắm. Ủa thế bạn này là con trai con gái vậy? Không nhìn giống con trai lắm các bạn ạ. Không mình lại thấy giống con gái rồi các bạn ạ. Gái nha bạn, ở đây biết gay mà các bạn ạ. Nhìn mình để ý ạ, thấy giống gái mà. À, cái đống người này nó xếp thành chữ URQ các bạn ạ. Bạn rất là dễ thương các bạn ạ. Ok, thực ra là nếu như mà các bạn mà bị cận đấy các bạn, thì các bạn chỉ cần bỏ kính ra là các bạn sẽ nhìn được luôn. Tức là các bạn nhắm mắt lại nó sẽ làm bị mờ ấy, nên các bạn sẽ nhìn được. Thì bây giờ chúng ta bị cận thì chúng ta có thể nhìn được luôn các bạn ạ. Như tôi chẳng hạn. Excuse me, he is my husband. Isn't that right, honey? Nice. Mình đang thắc mắc là tại sao ở phần dưới của bạn ấy lại to như này các bạn ạ. Nó phải nhét bao nhiêu quả mít vào xung quanh khu vực gọi là chân này với đùi này để có thể to được như này vậy. Thật sự đấy, đúng kiểu đối thủ của Pi Tiên luôn các bạn ạ.
tôi đã trở thành đạo sĩ bắt ma mạnh nhất thế giới. Mẹo vãi cả lìn tiết mục trung thu ạ. Xem nó buồn cười đó, chịu được. Tiết mục này để xem cho hay là xem để cười vậy? Mà thề luôn, cái tiết mục này nó là tiết mục kiểu ảo ảnh thị giác đúng không? Ban đầu mình cũng tưởng nó là tiêu ảo ảnh thị giác, nhưng mà thề nhìn rõ một một luôn các bạn ạ. Nó đéo ảo ảnh được một tí nào luôn á. Hài đó, chịu được. No face, no case. That I hit the first night, first day. Put that thing all on my face. Do what I say, what I say. Tao mất hơn 10 giây để bị scam chúng mày ạ. Rồi, đéo xem nữa. Ok, và thôi, cho các bạn video reaction của mình sẽ xin phép dừng lại đây thôi các bạn ạ. Nếu các bạn thấy hữu quý, đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký nha. Và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và chúc các bạn thật lành. See you again. Bye.